Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới có tên là Thời đại khủng long. Đúng như vậy, trong cuộc hành trình này thì mình sẽ khôi phục lại một cái thời đại mà ở đó chúng ta sẽ sống hòa thuận với rất là nhiều loài khủng long á. Và chắc chắn rồi, trong cuộc hành trình đó thì mình phải đối mặt với rất là nhiều nguy hiểm, cũng như là tìm cách để làm bạn với những loài khủng long cực kỳ hung tợn và không dễ dàng thuần hóa một tí nào ha. Và mới vào, mình đã xuất hiện ngay ở một cái đọt cây các bạn. Có vẻ là cũng hơi bất ổn á nhiên. Nhưng mà không sao, dạng sự khởi đầu nan các bạn à. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chặt những cái cây đầu tiên để chúng ta có những khúc gỗ và từ đó có thể làm ra thật là nhiều công cụ, bắt đầu cho cái công cuộc sinh tồn. Để coi một tí, mình sẽ khảo sát địa hình các bạn, để coi gần đây nó có chỗ nào phẳng phẳng không. Tại vì trong này mình nghe đồn là hình như cũng có khủng long còn sót lại ở trên thế giới thường đó các bạn. Lớn ngớ nó xuất hiện ra, nó làm cái đùng một phát là thôi luôn. Ngày đầu mà nằm một đống thì kỳ lắm. Rồi, mình đã có được dư gọn tí rồi. Làm thêm một cái cây cuốc đi ha. Để chúng ta còn đi nâng cấp lên độ đá nữa. Đây. Có đá luôn. Ngon ấy chứ. Ví dụ đây mà nó có thêm cái hang để mình kiếm than nè, kiếm sắt nữa là tuyệt vời luôn đó nha. Rồi, nói là làm liền. Mình sẽ làm dụng cụ bằng đá luôn ha. Ê, cái cây này phải đổi ra que thêm mới được. Rồi, một cây cuốc bằng đá nè. À, mình thấy là... Ủa, hang hả? Ui, hang cụm. Tưởng đâu, một cái hang thiệt chứ. Không sao, ở đây nó cũng có than nè các bạn. Mình sẽ lấy một ít than để tí chúng ta làm đuốc rồi đi mai cho nó dễ ha. Để chắc cú hơn thì mình sẽ làm thêm một cây rìu bằng đá. Tại vì cái này nó sẽ là dụng cụ cũng như là vũ khí phòng thân cho mình đó các bạn. Ở đây có cái hang to quá nè các bạn ơi. Ê, được đó nha. Rồi, chắc mình sẽ làm liều đi xuống dưới tí các bạn, để chúng ta đi kiếm ít sắt ha. Lên được độ sắt sớm thì lợi cho mình thôi. Ủa, ở đó nó có một vài khối nó bị lỗi kìa các bạn ơi. Trời đất ơi, chưa gì đã gặp lỗi rồi. Không ổn rồi các bạn ơi. Chắc là thời đại khủng long của chúng ta sẽ có nhiều thứ bất ổn đây. À, ở dưới này có sắt không? Yêu, chả có sắt gì trơn vậy. Nhưng mà mình thấy có đồng kìa các bạn. À, bây giờ mình cũng khá là cần đồng á. Để mai mốt mình sẽ làm những cái cỗ máy để chúng ta phân tích những cái hóa thạch khủng long, rồi từ đó có được DNA khủng long và hồi sinh khủng long chứ. À, thiệt luôn, ở đây không có sắt luôn. Trời đất ơi. Ê, xa xa có. Ok, nhưng mà phải cẩn thận nha, té cái đuôi xuống dưới là xác định luôn á. Nghĩ lên luôn các bạn ơi. Ủa, ê, nhưng mà khoan, sao đất này lại có dung ta? Yêu, có con dung kìa. Bắt dung được không? Ui, mày bắt dung được. Quá tuyệt. Yêu, dung này chắc để dành đi câu cá hay sao chứ. Ghê nha. Ui, thôi xong rồi. Trời đất ơi, mình đẩy mấy con dung lọt xuống dưới luôn chứ. Chưa gì mình đã sát sanh rồi. Ồ, đây cũng là một cái nhánh khác của cái hang à. Wow, có lý đây chứ. Rồi, để coi được mấy sắt đây các bạn. Nhiều. Ngon nha. Ở dưới mình còn thấy thêm sắt kìa các bạn ơi. Có lý đây chứ. Rồi, lỡ xuống rồi. Đi thêm một lúc nữa. À, cái này nó cũng có đường ra, vậy thì ngon. Tí đi ra luôn các bạn. Ủa, ê, kia có phải là hả, hóa thạch khủng long không? Ê, chưa. Ồ, hóa thạch thiệt các bạn ơi. Ơ, nhưng mà cái cúp mình chưa có đào được. Wow. Có sự may mắn nhẹ ở đây nha. Nhưng mà cái đó là blend fossil, tức là hóa thạch của cây trồng hay sao á, chứ không phải là hóa thạch khủng long các bạn à. Không biết là có, mình dịch có đúng hay không nữa. Từ từ, một tí mình có dụng cụ thì mình sẽ đào ra thử ha. Đây nè, có thêm sắt quá trời nè. Chắc cắm đuốc rồi, sau đó chúng ta chế tạo một cái khu vực nấu sắt ở đây đi các bạn. Rồi đây. Ủa, mất tiêu các bạn chế tạo rồi. Ủa, alo. Ở đây. Hơi lát nhẹ các bạn ơi. Rồi, làm liền một cái lò nung ha. Đặt nó sớm. Dục than và dục sắt vô. Rồi, trong lúc chờ đợi nó nấu, mình sẽ lấy thêm một ít sắt ở đây nữa. Nãy giờ cũng được mười mấy sắt các bạn ơi. Tương đối nhiều ở đằng kia. Và ở đây cũng còn nữa nè. Wow,
Khởi đầu quá là thuận lợi luôn á chứ. Tính ra là cũng không tới nỗi tệ đó các bạn à. Nhiều đại sắc thì chắc là một tí mình sẽ làm được full cả một set giáp cho mà xem. Ngày đầu tiên mà được như vậy thì còn gì tuyệt vời bằng ha. Ok, nãy giờ nó nấu được 6 sắc rồi các bạn à, vừa đủ để chúng ta có thể làm được một cái cây cúp bằng sắt nè. Kèm theo đó là thêm một cái kiếm đi. Tiếp theo mình sẽ tiến hành đào thử cái hóa thạch này coi coi. Ê, hình như cái hóa thạch này á, nó có thể giúp mình tạo ra được DNA khủng long các bạn ơi. À, blend mình cứ tưởng là cây trồng nhưng không, kiểu như nó là cái mẫu hóa thạch chung chung vậy đó các bạn, chưa có được phân tích gì hết á. Tính ra mình tìm được nhiều phết đó nha. Ở dưới cơ à, kìa còn cả đống luôn nha. Mặc sức cho mình đào. Rồi đây là wow, ngoài blend fossil thì còn có stone fossil, tức là hóa thạch đá các bạn ơi, cực kỳ nhiều luôn. Wow, ngày đầu mà mình đã đào được hóa thạch rồi, đã thì chứ. Đằng kia còn có mấy cái quặng gì lạ lạ lắm. Rồi mình sẽ tranh thủ ở đây mình đào thêm mấy cái blend fossil ha. Rất là nhiều ở trong cái hang này luôn các bạn ơi. Khởi đầu gì đâu mà đã thiệt. Ước gì những ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục may mắn giống như vậy ha. Ủa nhưng mà sao cái blend fossil này nhiều dữ ta. Ủa nó nhiều hơn so với mình tưởng tượng nha. What the heck. Ok nhiều là tốt. Rồi đào thêm sắt nữa đi. Quên nữa. Tại mấy ngày đầu á là đa số chắc mình dùng đồ sắt là chính đó các bạn, nên là việc mình cày sắt để dành cũng là một chuyện nên làm á. Rồi. Ồ. Ở đây là thỉnh thoảng cũng có mấy con quái á, nhưng mà không có đáng kể các bạn à. Mình chỉ cần cẩn thận tí là được. Nãy giờ không thấy Ripper với lại xương trong cái hang này ha. Tính ra là mình còn hên chán ấy chứ. Ê, con này định làm gì? Hả? Định làm gì? Định giành hóa thạch với ta hả gì? Đi chỗ khác. Ủa mà mấy cái cục này là cục gì trời? Nhìn nó khó chịu thiệt á các bạn. Nó cứ tím. Nó là Glow Lichen gì á. Ở đây còn có Stone Amber. Ôi cái này mình chưa có đào được nha. Phải cúp kim cương mới đào được các bạn ạ. Bên đây là quầy, cái này có nét giống hóa thạch khủng long hơn nè các bạn ơi. Quầy. Được á nha. Đào tiếp. Cái stone fossil này thì thường nó sẽ không có nhiều giống như là blend fossil ha. Ok, đây nữa nè. Trời trong góc tối quá không thấy các bạn ạ. Tí nữa là bỏ sót rồi. Chỗ này còn không? À chỗ này còn stone fossil. Ok. Giai đoạn đầu thì mình cũng chưa có phân tích được mấy cái mẫu hóa thạch này đâu, nên là mình tạm thời mình cứ đào trước đi ha. Rồi từ từ mình về nhà mình phân tích sao. Đồng cũng vậy, mình cũng sẽ đào để dành luôn, để mà mốt còn chế tạo nữa. Còn gốc này là cái gì đây? Ồ, ở đây có một loại đá lạ các bạn à. Uầy, đá này đá mới nha. Cái này chắc là từ hồi xưa tới giờ hay sao á. Nhìn nó cũ kỹ ghê. Có ca vàng ở đây nữa nè. Wow. Có khi nào mình mò mòn hồi mình tìm được kim cương trong ngày đầu luôn không các bạn? Ê, dám lắm á. Mình cảm giác là mình đang hên giận lên các bạn ơi. Thôi dù sao cũng lỡ xuống đây rồi, đi thêm một đoạn nữa coi, biết đâu bất ngờ. Ồ, có mấy cái chậu gì đây. Ngọc lục bảo. Ê, mình mình hết đuốc rồi. Chưa, mình làm thêm đuốc rồi đó. Có thêm ngọc lục bảo cũng khá ngon các bạn ơi. Được ấy chứ. Trên này thì có những cái miếng băng. What? Ở đây mà cũng có băng nữa hả? Ê, có quái các bạn ơi. Người định làm gì? Đi chỗ khác mà chơi. Hướng này. Ồ, hướng này như nó dẫn tới một cái hang khác thiệt. Rất là nhiều quái luôn, mình chưa có chế tạo giáp kịp á các bạn, nên là cũng hơi rén nha. Mình sẽ đi dạo một cái thôi, rồi sau đó chúng ta trở lại cái khu vực nấu sắt của mình. Ở đây có một cái giống như là khu mỏ gì đó. Đó đó các bạn ơi, một cái khu mỏ chứ gì đâu. Ê, có chừng. Ôi trời, tí nữa thì lọt rồi. Wow. Có kim cương hay là xe mỏ không? Có vẻ là không các bạn ơi. Thôi. Mình đi ngồi mình sợ lạc quá. Chắc mình hoành lại cái chỗ nấu đồ của mình đi. Ê, nhưng mà chỗ này gần nè, mình xuống mình nghía thử coi. Biết đâu, có kim cương ở đây đợi mình sẵn hay sao.
Hello? Hello? Ủa, có Enderman. Hello, hello. À thôi, đi lên đi các bạn. Tham thì thăm đó. Ông bà ta nói chớ sai. Ê, nhưng mà lỡ có sắt ở đây thôi, gán đào cũng được. Mà tí nữa thì mình quên ta. Hình như nãy giờ mình ở dưới hang hơi lâu các bạn ơi. Hình như bây giờ ở bên ngoài trời tối mất tiêu rồi. Mẹn bét ơi. Chưa làm lẹ cái bộ giáp cái đã. À, cái ổng. Rồi, còn dư một ít mình sẽ làm một cái khiên. Không thể thiếu đâu, giờ lên trên mà gặp cái đống xương thì ít ra có cái khiên cũng sẽ đỡ hơn các bạn à. Ok, lò nung thì thôi, tặng ở đây luôn cũng được. Khỏi lấy. Rồi, đỡ lên trên thôi các bạn. Rồi đồ ăn, đồ uống nữa. Trời đất ơi, mải mê quá. Ây da. Rồi thiệt rồi, tối thui rồi, mình thấy tối thui rồi. Úi dồi ôi. Toan rồi các bạn ạ. Ủa gì đấy? Nhưng mà khoan các bạn ơi. Úi. Hình như ấy da, hình như kia là một loài vật thời tiền sử thì phải. Wow. Ây da, cái khiên, từ, mình cần cái khiên, ow. Ê, mình chưa mặc giáp nữa. Trời đất ơi. Ui ui ui. Cẩn thận. Rồi, có thịt zombie. Cũng đỡ. Chắc mình gặm đỡ các bạn ơi. Chứ đói quá rồi, không có lương thực gì mà cứu đói mình ngay bây giờ hết. Ê, kia là loại gì á? Chúng ta sẽ thử qua đó, nghiên cứu thử hết các bạn. Và có vẻ là rất là nhút nhát luôn nha. Mình mới lại gần thôi mà đã chạy mất tiêu rồi. Còn xương này, đi vô khác liền. Rồi ok, mình sẽ coi thử ha. Ngủ. Lời đó đang ngủ các bạn ơi. Ê, mình lại gần là chạy hả? Mình còn chưa biết được tên nữa. Ây da, trời. Con xương này bắn ghê vậy. Ây da. No. Ý. Mình không ổn rồi, mình sắp không ổn rồi các bạn ơi. Ui. Thôi. Con nhỏ này. Tác hại của việc mãi mê đi đào mai mà không đi tìm một cái giường sớm đó. Giờ phải lãnh hậu quả đủ nè. Hy vọng là cái loài đó không biến mất á. Ok, nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng đã tìm được một cái sinh vật thời tiền sử các bạn. Mình thấy cái loài đó rất là lạ luôn. Giống như là từ thời tiền sử tới như giờ á. Ôi trời sáng hả. Vậy chúng ta sẽ chạy nhanh lại nha. Coi thử coi, đây là loài gì. Ôi thiệt nè. Ây da, con xương đâu bắn gì. À kìa, nó núp ở dưới này, nó bắn lên các bạn. Con xương vô văn quá này. Con xương vô văn quá bắn cái loài từ thời cổ đại tới giờ. Wow, vậy là ở đây không chỉ có khủng long đâu các bạn ơi, mà còn có những sinh vật từ thời sửa xưa tới giờ á. Ủa cái gì vậy? Ủa sao mình đụng vô nước mình gung gì vậy? What the heck. Thôi đi lên. Đi kiếm cù liền mới được. À, ở đây. Mẹn đét ơi, khủng long bạo chúa. Ây. Hèn gì gung. Mẹn đét ơi. Ủa, tính ra mình còn chưa hồi sinh khủng long bạo chúa mà lạc trôi qua đây vậy. Oh no. À, quên nhắc với các bạn, ở trong thời đại khủng long nữa, có một cái cánh cổng thần bí, nó đã dẫn rất là nhiều loài khủng long qua đây á. Chắc cái con này là nó xuyên không qua đây rồi. Ủa kìa. Ủa phải khủng long bạo chúa không ta? Mình chưa có kịp nhìn cái tên các bạn ơi. Đây là loài à. Đúng rồi, nó đó, khủng long bạo chúa. What? Ô mày chuối. Căng hơn dây đờn các bạn ơi. Vậy là sắp tới, đây sẽ là đối tượng mà mình cần phải thuần hóa đầu tiên các bạn à.
thuận hóa khủng long nghe mà nó toan nha. Ủa mấy cái này, cái này không thu hoạch được hả? Ê, từ từ, làm cái kéo mình thu hoạch có được không? Eo, cái này không thể chế tạo thành bánh mì được. À, mấy cái này rơm rạ mà lấy gì chế tạo bánh mì ta quên. Giờ gán đi tìm cái chỗ nào đó có thức ăn cho mình đi các bạn. Chẳng hạn là làng, mình nghĩ chỗ đó là sẽ dễ có thức ăn nhất á. Wow, ở đây có chỗ hoa anh đào đẹp chứ. Còn con khủng long đó thì để nó đó đi các bạn ơi. Ủa cái gì? Mới nghe tiếng gì ta? À, cái tiếng cái bụng mình các bạn, cái tiếng bụng mình đói nó kêu ọt ọt á. Khổ chưa? Ây da, chưa có khôi phục được thời đại khủng long nữa, mình nghĩ là mình sắp hẹo gì đói rồi đó. No, nhục lắm. Ừ, cánh rừng kia dễ có ong lắm các bạn. Ổ ong nữa. Đói quá làm liều rồi, mình sẽ đi kiếm mật ong mình quất đặt tạm cũng được. Chịu khó bị ong quýnh xíu thôi, chắc không sao đâu. Eo, không có cái tổ ong nữa hết vậy. Sao mình khổ thế này? Trời đất ơi, thiệt luôn á, nguyên cái chỗ này nó trời lỗi. Ấy, ê, 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 mình thấy hình như có biển chỉ dẫn tới làng các bạn à. Ây, mình sắp được cứu rồi các bạn ơi. Tới làng là mình không sợ đói đâu, chắc chắn luôn. Có làm là có ăn liền. Khoan khoan, ơi đằng kia còn có cái khói đồng gì nữa vậy? What? Từ từ. 1600 ô. Oh, no. Cây sáo các bạn à. Lết tới đó chắc xỉu luôn quá. Đói meo rồi. Ở đây có khói đồng mình đào ít đi. Ê nhưng mà trời mưa vậy đừng có xét đánh nha. Đang đào mấy khối đồng mà làm cái đùn một phát là thôi xong luôn đó. Đồng quy vô tận luôn. Rồi mình sẽ lấy một mớ ha. Đâu ra free đã thì chứ. Rồi đi tiếp thôi. Ê, cái nhà, mình thấy cái nhà. Sắp tới rồi. Cố lên bản thân tôi. Mình sắp được cứu đói rồi các bạn ơi. Quê mình thấy cái làng này to và đập vô mắt mình là mấy cái kiện lúa kìa các bạn ơi. Có heo nữa. Thôi thôi thôi. Thôi. Thôi xong mình rồi. Ây. Đu đu đu. Tôi ốm yếu lắm. Ốm nhách ốm nhòm, đói mèo mà cũng ăn thịt cho được. Bo tài còn khủng long bạo chúa kia. Kìa. Nó kìa. Nó vẫn ngồi đó, nó rình mình. Ây da, nó cà rớt mình hay sao rồi. Ui trời trời, coi coi nó rung kìa các bạn. Đó là dư chấn mà do cái con khủng long đó, nó tạo ra đó các bạn ơi. Nó gầm một phát thôi là khủng khiếp chưa. Giờ vậy, mình sẽ dụ nó xuống nước trước. Ừ, qua đây, nhảy xuống nước đi cu. Đúng rồi, nó xuống nước xong là mình sẽ nhảy xuống đi. Ok. Ui da, mình đói. Ừ kìa, chưa kịp lội mà. Cái gì vậy trời? Số mình. Mình nói rồi, lận đận thì các bạn ơi. Ok ok, nó đang tập lội các bạn. Không sao không sao. Ta đã lấy lại những gì của ta rồi. Người tắm ở đó đi, không thèm nữa. Ơ nhưng mà mình sẽ dụ nó ra ngoài các bạn ơi. Chúng thôi là làng. Làng sẽ bị khủng long ăn thịt đó. Ê, ê, ê. Ôi nó đuổi mình. Sao nó chạy nhanh vậy? Ôi sống rồi. Ừ, hụt. Ây da. Hết hụt rồi. Bộ cái bờ mông của mình ngon lắm, cái gì nó cắn vô mông mình bẹp bẹp luôn. Để anh nói cho khủng long nghe. Sống ở đời. Rồi rồi. Mày sống rồi. Ai mạnh thì người đó được dí. Thôi. Úi giời ơi. Và chắc chắn là người dí không phải mình rồi. Đổi vai được không? Ý, hồi xưa chúng ta hay chơi trò cá sấu lên bờ đúng không các bạn? Bây giờ ngược rồi. Giờ chúng ta chơi trò khủng long lên bờ rồi.
Yêu. Nó khôn lắm các bạn ơi, nó biết chặn, nó biết chạy chặn đầu mình á. Nè nè nè. Ấy, 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 ấy. Ấy. No. Ok ok. Lặn lặn lặn. Hên quá. Con này nó chạy nhanh thôi chứ nó bơi không có nhanh các bạn ơi. Ok ok. Mình đã dụ nó ra biển thành công rồi. Trời ơi, nó dí mình nhưng mà cái ánh mắt của nó nhìn ra biển đi đâu á. Ừ ừ, cho nó ra biển luôn. Ừ, ra ngoài đi cá mập ăn thịt ngươi luôn. He he. Vừa tội. Chạy các bạn ơi. Giọt lẹ trước khi mà nó dí theo. Mấy bác ơi, tôi hơi báo thiệt nhưng mà mấy bác thông cảm nghe. Giờ tôi lấy kiện rơm mà tôi giọt liền, tôi không báo làng đâu. Tôi khổ lắm rồi. Ok ok, tranh thủ các bạn ơi. Kìa bảo đảm mấy bác đó xí xô xí xào biết không. Ê hồi sớm á, có cái thằng kia nó lợi làng mà nó định trộm mấy cái kiện rơm xong rồi nó bị khủng long dí. Đó mình chắc chắn là mấy bác đó nói vậy luôn. Không lợi đi đâu được á, mình thấy vậy thôi chứ mình nghe xa lắm. Kìa kìa kìa. Dạ chuyện thấy ghê không. Được được rồi, mấy bác ngon rồi. Đợi tôi ít hôm đi, tôi mà thấy mạnh lên đi, tôi đi báo mấy bác tiếp. Ừ. Tại mấy bác đó nói xí xô xí xào mình, lúc đầu mình định lấy một hai kiện thôi. Nhưng mà thấy ghét quá lấy hết luôn các bạn. Được. Rồi. Vô đây là ăn chắc ha, no bụng đã luôn á. Làm các bạn chế tạo bánh mì coi. Ồ, con khủng long kia không dí nữa các bạn ơi. Quá đã luôn á chứ, chắc nó mệt rồi. Ok, mình sẽ làm được hẳn một stack bánh mì ha. Sức đó mà gặm. Alright. Và sẵn tiện ghé làng rồi. Mình sẽ coi coi có cái gì. Cái giường đẹp vậy. Ui, táo ngon vậy. Ui, bánh mì ngon quá. Khoai tây nè. Có mía nữa lấy luôn. Ok chứ. Và cái lò này nhà mình không có. À quên, mình có nhà đâu. Kệ, không có nhà thì từ từ có để vô. Ở đây là cái gì đây? Wow, không có chỗ để mấy bác này tụ tập nữa nè các bạn. Kiểu quán nước hay sao á. Ồ, có đồ nấu ăn luôn nha. Được ấy chứ. Mấy bác này khá đấy. Rồi còn gì khác không? Hình như hết rồi, cái làng này nói chung thì cũng nhỏ thôi các bạn. Không có quá to ha. Ừ, và cái chỗ này thì mình thấy hơi nhiều khủng long spawn ra. Trời ơi, sao nhiều con nó dịch chuyển qua cổng thời gian để nó về đây, nó dí mình vậy. Khổ ghê. Chỗ này có vẻ là không bình yên lắm các bạn à. Giai đoạn đầu thì mình cần một nơi bình yên á. Nên là chắc mình sẽ du mục thêm một khoảng thời gian nữa ha. Và chắc chắn rồi, sau khi có cái giường thì mình sẽ ngủ cho qua đêm. Chứ mình không có thức đêm nữa đâu. Đêm mệt lắm. Nhất là gặp mấy con khủng long. Rồi, ngủ thôi. Alright, ngủ he. Tán dậy chạy cho nó sung các bạn ơi. Rồi, ngày mới bắt đầu chắc là mình sẽ đi tiếp về hướng này đi. Nhờ hướng này mà mình mới gặp làng á. Ở đây có mấy em raccoon nè. Mấy em này thì khá là thích ăn các bạn. Mình có đồ ăn mình vứt ra là cho mấy em, là mấy em ăn à. Tội nghiệp lắm. Đã xin đồ ăn cũng dễ thương nữa. Cho, em nào xin là mình cho hết. Rồi, ok. Đi tiếp thôi. Ở đây có dưa hấu non nè. Lụm dưa hấu non luôn. Đói bụng cạp đỡ các bạn. Hướng này thì có bí ngô. Hình như là tới cái vùng đồng bằng hay sao rồi. Mình thấy nó phẳng phẳng cả. Uầy. Wow, cái vùng đồng bằng này được các bạn ơi. Mình thấy nó cũng khá phẳng. Mà gần biển nè. Thỉnh thoảng cũng gần làng nữa. Mình qua kia là có làng rồi. Trên kia có núi, mình có thể làm một số chuyện trên đó. Và còn có mấy cái loài vật ở tiền sử nữa nè. Đây là cái loài mà mình gặp ở dưới hang nè các bạn. Cực kỳ nhút nhát luôn. Stru Thi. Chưa, từ từ cho anh đọc tên. Và cũng có cả khủng long bạo chúa nữa. Thôi mà. No. Cái gì vậy? Ăn bánh mì không? Cho bánh mì nè. Đừng có dí tôi. Ê. Nó ăn bánh mì thiệt các bạn ơi. Mình cho nó bánh mì xong rồi nó hết dí mình rồi. Rồi, vậy là mình biết rồi. Khủng long bạo chúa là
tiệt chủng biết sao không? Tại vì là không có được ăn bánh mì nên là bị tiệt chủng. Không, nó giỡn á, mình bốc phét đó các bạn, chứ thật ra là có một nguyên nhân khác ấy. Ờ, nhưng mà thôi, để đảm bảo an toàn thì mình sẽ né xa cái con khủng long bạo chúa kia ra. Ây da, cứ thỉnh thoảng bị dí như vậy rồi sao dám định cư trời. Ví dụ đang ở trong nhà đang ngủ, khò 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 nghe đùng đùng đùng, một con nhộm một phát là đi luôn cái nhà của mình thì sao? Đúng. Chân léo mình lang thang vậy hoài sao trời. Ây da. Ây, chắc là mình phải tìm một cái người bạn đồng hành mới được các bạn ạ. Một em ngựa hoặc là một sinh vật nào đó cho phép mình cưỡi. Mình nghĩ như vậy sẽ ok hơn á. Ừ. Ở đây chắc là phải làm một cái thuyền á. May quá mình còn ít gỗ dự trù nè. Chúng ta sẽ chế tạo một cái thuyền ha. Rồi đi ra khơi thôi các bạn. Đi tìm vùng đất để chúng ta bắt đầu cái thời đại khủng long nào. Ừ. Nãy giờ là cũng thời đại khủng long lắm rồi đó. Bị dí cho sắp mặt luôn mà. Ra biển thì chắc là không có khủng long đâu các bạn à. Nên là các bạn cứ yên tâm, mình sẽ ổn thôi. Quay quay. Mình thấy một cánh rừng rất là tươi tốt luôn các bạn ơi. Ủa, đây là một hòn đảo hả? Nani, hòn đảo gì đây? Đưa từ từ, mình phải vô tìm hiểu thử mới được. Nhìn là cũng có tiềm năng phết đấy. Nhìn nó rất là hoang sơ luôn các bạn ạ. Ở đây thì có những cái cát cam. Có kiến nữa. Trên này thì còn có gì khác không? Có hải cẩu. Ok đây. Trời ơi, đã khổ rồi còn bị ăn trộm bánh mì nữa. Mấy cái con này, nó ăn trộm bánh mì mình. Hên á, trên người mình không có kim cương hay gì giá trị hết. Tưởng đâu nó trộm mấy cái gì giá trị của mình là con đó tới số với mình. Thì coi các bạn ơi, đây là đảo. Kiểu đây là một cái cụm đảo gì đó, bên kia cũng có nữa cơ. Và hết rồi. Nhưng mà ít ra thì hình như trên đảo này sẽ không có khủng long các bạn à. Vậy cũng là một cái nơi lý tưởng để mình tạm thời định cư chứ. Và mình có thấy đây có một nhóc quẹt nè. Mình sẽ thử làm bạn với nhóc quẹt này coi được không. Ui dạ, khó tính dữ ta. Ui, hai nhóc như vậy. Một nhóc thôi. Mình sẽ chọn nhóc này ha. Tại vì mình gặp nhóc vẹt đỏ đó đầu tiên các bạn. Ok. Ê, đừng có bay, đừng có bay. Xuống đây. Trời ơi, cái cá vẹt mà cũng xanh lá mình nữa. No. Tại sao khủng long thì lại khoái mình mà vẹt thì lại xanh lá mình? Mình sẽ không từ bỏ. Ok. Giỡn mặt à. Em này. Ok. Cưng này chịu không? Trời, vậy là mình không có duyên với nhóc này rồi. Đây không sao. Rồi, giờ thì đợi cho vẹt đáp xuống nào. Thiệt luôn á. Đáp xuống đi cưng. Vẹt mà cũng không nghe lời mình nữa. Rồi, ok. Beautiful. Vậy là ngày đầu tiên mình đã trở thành Lộc Binson trên đảo hoang các bạn à. Trong cái cuộc hành trình chạy trốn khủng long bạo chúa. Và các bạn thấy khủng long bạo chúa này có kiểu như là hung dữ hay không? Mình thì đánh giá là nó cực kỳ hung dữ luôn á các bạn à. Gì đâu mà dí người ta muốn sắp mặt đấy đi ha. Nhưng mà không sao, các bạn yên tâm, từ từ, khó tới mấy thì mình cũng sẽ tìm cách để làm bạn thôi. Tại vì mục tiêu của mình đề ra là phải tạo ra thời đại khủng long mà. Rồi, và bạn nào có nhu cầu muốn add Roblox, Love Root cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình tạo ra thời đại khủng long để chúng ta có thể làm bạn với rất là nhiều loại khủng long khác nhau ha. Công Gia Thi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.